lại góc này cho anh em xem. Nhìn nó rất là đẹp. Và hiện tại Minh quay ở trong nhà Minh nha anh em. Theo anh em thì anh em sẽ thích mẫu nào? Nếu mà tầm kinh tế thấp thấp á thì anh em chơi con kia cũng rất là hợp lý rồi. Hai 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 hai. Hello anh em, quay trở lại với kênh của Minh Biker ha anh em ha. Thì hôm nay Minh sẽ quay cho anh em về ba con xe trong phân khúc tầm trung và dành cho những người mới chơi rất là ok ha anh em ha. Mỗi con có một thế mạnh khác nhau và những con này thì hầu như là đã được những anh em cọc rồi nha anh em. Thì khi nào mà giao xe mình sẽ quay chi tiết cho anh em, và bây giờ mình sẽ quay cho anh em để anh em có cái nhìn thực tế về ba con và lựa xe. Ok nha anh em nha. Rồi ok anh em. Rồi anh em, thì nói tới đây anh em sẽ biết là ba em nào. Đó là ba em trong phân khúc từ 250 tới 400. Đó là đầu tiên là CBR 250 RR và Ninja 400 với lại R3. Thì mình sẽ phân tích cho hai con này trước ha. Thì ở hai con này nè, CBR 250 và Ninja 400 á, thì mình đã làm nhiều clip rồi, thì mình sẽ nói về cái giá tiền của nó thì ngang nhau tầm 110 đến 120 là anh em có thể sở hữu một trong hai xe đó. Và anh em có thể sở hữu một trong hai xe. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về em 250 này trước. Thì cái em 250 này là nó có nhiều công nghệ nè, đó tầm tiền đó, nhưng mà phân khối nó chỉ 250 thôi và nó sẽ không có mạnh bằng Ninja 400 hoặc là R3 đó. Thì nói về công nghệ, nó sẽ có ga điện nha anh em, rất là nhạy. Đây mình đang cầm cái ga điện này rất là nhạy đó, gạt lên rất là nhẹ, ga điện và phục upside down của Showa. Đồng hồ điện tử rất là đẹp, cái đồng hồ nó rất là đẹp. Ba chế độ lái, cái đặc biệt của nó là ai cũng nghiên cứu về con này đều có ba chế độ lái. Đây Sport, Comfort, Sport cộng đó. Rồi về cái ngoại hình của nó thì rất là bắt mắt, rất là góc cạnh. Rồi nhưng mà cái điểm thua của Ninja 400 là gì? Là nó chỉ 250 và Ninja 400 tới 400 phân khối và rất là mạnh ha. Và ở con Ninja 400 thua con CBR 250 là cái gì? Đó là cái cây phục. Phục này vẫn sử dụng phục bình thường như anh em từng biết, và ga vẫn là ga bình thường nha anh em. Đó, không có đặc sắc bằng con kia, nhưng mà phân khối con này tới 400 và nhìn cái thực tế của nó thì nó bự hơn nha anh em. Đó vô đây, cái thực tế của nó thì nó bự hơn, nó bự hơn con CBR 250 RR. Anh em, con này nhiều anh em YouTuber khác mình coi trên clip, những anh em test á cao đó anh em, test gì nào mong chạy tới 190 luôn anh em, nghe không? Đó nghe anh em đặt cho nó nghệ danh là 199 á, 199 á, thay vì những con xe phân khối lớn khác 299, con này 199. Rồi anh em hãy nhìn đi, mình thích con xe nào. Về cái chi phí bảo dưỡng bảo trì những con xe này thì những anh em mua xe bên Minh á, thì những cái này thì rồi nếu như mà để cho Minh làm cho anh em luôn, thay cho anh em, thì nó cũng rất là rẻ nha, không có cao đâu nha anh em. Đó để cho anh em coi cái nhìn toàn diện nè. Đó thấy chưa, và hai con xe đều ABS trước sau. Giá tiền của nó thì mình thấy cũng ngang nhau nha anh em. Qua cho anh em xem. Đó. Và những con xe này là khách bên anh Minh đã cọc rồi, cọc trước rồi nha anh em, cho nên ưu tiên cho những anh em cọc. Chẳng qua bây giờ có ba con thì mình quay cho anh em xem. Và cái con xe mà giá mềm hợp lý nhất đó là Yamaha R3. Ở đây một cái clip mình không thể nói nhiều được nha anh em, mình nói tổng thể cho anh em có thể nghiên cứu và có thể nghe được. Thì con này giá hiện tại của nó tùy theo outdoor, tùy theo chất xe mà nó có giá từ 80 mấy đến 90 mấy tùy xe. Và con này nó đã ra đời mới rồi. Đời mới á, theo mình biết và mình đã chạy thử đời mới ở những clip trước, mình có quay về cái con đời mới này test tại hãng á, là cục máy y chang nha anh em, cục máy không khác gì nha. Nó chỉ cải tiến hơn là nó thay cái phần đầu nè, rồi cây phuộc lên phuộc upside down, và cái đồng hồ điện tử nó khác. Cái đồng hồ nó là đồng hồ điện tử nó khác. Ở cái đồng hồ R3. Đó.
thì nó nhìn cũng rất là không đẹp bằng Ninja ha. Không đẹp bằng gọi là CBR 250, nhưng mà nhìn nó cũng rất là chất, vẫn có báo số đồ này nọ. Nhưng mà cái điều mà anh em có thể đáng không trở ngại đó là con này không có ABS trước sau như Ninja 4 và CBR 250. Nhưng mà ngoại hình con này cũng không thua kém gì hai con kia nha anh em. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là góc cạnh, và con này cũng rất là mạnh luôn. Mạnh nhất trong phân khúc 300 phân khối, tại vì nó rất là ăn gian, nó tới 320 mấy phân khối á, 321 theo mình nhớ là vậy. Đó, và con này đầy đủ đồ chơi luôn, cũng là khách cọc luôn nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó, cây bô nhìn rất là xịn sò ha anh em ha. Rồi, thì tiếng máy á, hầu hết những con hai máy thì tiếng máy nó giống như nhau. Chỉ có con nào cao phân khối hơn thì tiếng máy nó có nhỉnh nhỉnh hơn một chút xíu thôi, nhưng mà nó khó nhận biết lắm anh em. Rồi, cho anh em coi đồng hồ của con Ninja 4 nè. Đó, báo số đồ đầy đủ kia khác. Đó, đồng hồ này cũng nhìn cũng rất là đẹp. Nhưng nhìn tổng thể thì mình thấy á, mình anh em có giống mình không? Thì cái đồng hồ của 250 vẫn đẹp hơn. So với cái ngoại hình vẫn là đẹp hơn, nhưng mà con Ninja 400 này nhìn nó rất là góc cạnh và sắc nét ha anh em ha. Để mình quay hết cho anh em xem mà. Nhìn rất là góc cạnh và sắc nét. Đó. Đó là những gì mình chia sẻ cho anh em để anh em có thể chọn lựa cho riêng mình. Về cái con này thì ghi đông nó nằm rất là thấp. Hầu như á nó thuần sport luôn á. Đó, có thể nói là nó là thuần sport. Đó. Còn cái con này thì nhìn vô là biết liền là Sport City, ngồi nó sẽ thoải mái hơn nha anh em. Ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Đó, ghi đông nó cao hơn. Và con này cũng thế, ghi đông nó cao hơn. Đó, thì cho anh em cái độ lái nó sẽ thoải mái hơn. Anh em sẽ cho anh em nhìn cái nhìn tổng thể đó. Đó, nhìn R3 mà R3 ken á, anh em nhìn nó sẽ nhìn rất là sắc nét ha anh em ha. Nó thì anh em thấy đây xe của Minh Tuyển thì nó rất là sắc nét và nó rất là ấy. Đó, cho anh em ngắm. Đó, nên do 4 cái đầu nó nhọn nè. CBR 250 cái đầu nó nè. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Để góc này cho anh em xem. Nhìn nó rất là đẹp. Và hiện tại Minh quay ở trong nhà Minh nha anh em. Theo anh em thì anh em sẽ thích mẫu nào? Nếu mà tầm kinh tế thấp thấp á, thì anh em chơi con kia cũng rất là hợp lý rồi. Chạy cũng không thua kém bố con hai ông này. Hai ông này. Đó, thì cái ông nội này không có thua bố con ông nào. Nhưng mà nó lại rẻ, giá tiền hợp lý, ngầu, anh em chơi được. Tại vì hai ông này á mắc hơn ông kia rất là nhiều. Có nhiều anh em nói đó là sẽ cố lên xíu, lên con này lên con kia, nhưng mà đối với những anh em đủ tiền đối với con này, cố 20-30 triệu nó rất là căng, nó rất là nhiều, cho nên khó lắm anh em. Nên thôi mình quyết định chọn con đó đi chơi, rồi đeo vào dư giả xíu rồi chơi con này. Chứ anh em cố nữa là quá cố á, mình sẽ chơi phù hợp túi tiền với mình anh em nha, nhớ nha, chơi phù hợp với lại cái túi tiền của mình đưa ra đó. Rồi, đó là những cái chia sẻ cho mình. Và cái ba con này thì chiều cao yên của nó cũng xem nha anh em. Ba con này chiều cao yên nó xem đó anh em. 1m6 là có thể chơi được rồi, 1m6 là có thể chơi những em này thoải mái vô tư không lo nghĩ. Quay xa ra cho anh em xem. Rồi, vậy là đây là những cái chia sẻ của mình ha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Thì anh em nào nhớ đăng ký kênh và subscribe cho Minh nha anh em. Mình phải nói tóm gọn lại cho anh em dễ hiểu và anh em chọn theo cái sở thích của mình. Mời tốc độ thì sẽ là hai em này sẽ là mời tốc độ. Đó, mời tốc độ hai em này. Đó, dễ bảo trì bảo dưỡng. Em này thì về thiên về công nghệ, đẹp, ngầu, Honda, bền. Đó, ga điện rồi, cho anh em cảm nhận một cái gọi là mượt mà. Đó, còn anh em mời tốc độ chơi hai em này cũng đáp ứng được anh em. Con này gọi là 199 rồi đó. Rồi, ok anh em nha, bye bye anh em. Hẹn anh em ở những clip sau. À, còn nữa thiếu, đó là tiêu hao nhiên liệu. Thì đương nhiên tiêu hao nhiên liệu là ông này tiêu hao nhiên liệu nhất nè. 21 can lít.
tới ông này là hai mấy cây lít, ông này là tiết kiệm nhất, ông Honda ông nào cũng tiết kiệm nhất, nhưng mà ông sẽ yếu nhất đó. Rồi vậy nha, ok anh em, bye bye.